Thì bạn hỏi mình đó là tại sao anh solo mà anh đánh anh không có nhìn bản nhạc mà anh lại đánh đúng nốt, đúng cái giai điệu đó như vậy. Thì cái này mình chia sẻ với các bạn á, thì nó rất là nhiều vấn đề để mình nói đến. Trong một cái video ngắn như này thì mình không thể là có thể giải trình, mình không thể chia sẻ hết cho các bạn được. Và mình xin gom lại, mình đúc kết lại những cái cơ bản mà nó dẫn đến cái thành công của các bạn trong cái bộ môn guitar. Thì trên cái tiến trình mà tập luyện để mà đánh solo được như vậy á, thì đòi hỏi cái quá trình nó rất là lâu dài á các bạn. Thì cái môn này nó không giống như là cái môn văn, môn sử, môn toán, môn địa, môn lý ở các bạn học ở thời đi học. À, là các bạn hiểu rồi, bạn ghi ra giấy, cái này bạn hiểu rồi đó, nhưng bạn phải thực hành. À, bạn hiểu rồi nhưng mà bạn phải chơi được. Tại vì học ở trên lý thuyết trên sách vở nó một đường, mà lên này nó một nẻo. Đấy, thực tế là nó làm trên này hết. Đấy, chứ không phải là bạn biết, ví dụ Do Re Mi Fa Sol La Si bạn biết như vậy, nhưng mà kỹ năng trên này bạn kém cỏi thì bạn không có chịu luyện tập thì làm sao mà bạn giỏi được. Đấy, nó cũng giống như là một cái môn võ vậy đó. Đấy, bạn đi học bạn hiểu hết rồi đó, thầy dạy bạn bài quyền bạn biết đó, bạn thấy thầy múa hay gì đó, nhưng mà bạn không chịu tập, bạn về nhà bạn không chịu múa theo thì làm sao mà bạn diễn được, bạn lên bạn trả bài được, làm sao bạn giỏi được. Để nghe như lúc nãy Giang nói, phải nghe nhiều và tập nhiều. Thì nghe là nghe cái gì? Thì các bạn nghe những cái dòng nhạc mà các bạn muốn muốn chơi đó. Các bạn nghe những dòng nhạc, ví dụ bạn chơi bolero thì các bạn nghe chuyên những cái dòng nhạc bolero và nghe để phân tích đó, những cái âm vực ở trong đó. Tại sao Giang nói là Giang thường hay nhắc nhở những người học viên của mình đó là các anh chị phải chú trọng vào cái việc cảm âm. Cảm âm trên cái âm vực trưởng nè, âm thứ đó, rồi âm bảy đó. Những cái hộp âm như vậy là nó có cái màu của nó đó, nó có cái màu của nó về cái nó dao động trong cái lỗ tai mình, nó nghe làm chi cho nó nghe để mà phân tích ra được đó. Mình nghe nhiều, mình cố gắng, mình chú ý, mình để tâm vào, mình nghe vào. Ví dụ như cái thằng là thì nó như cái nào, thằng là thì nó có là cái dòng thứ nè đó, anh chị nghe nó khác không, và cái dòng trưởng nè đó, cái dòng trưởng không, cái màu trưởng nó tươi sáng hơn, còn cái dòng thứ đó, nó nhẹ nhàng, nó lãng mạn, nó lạ lướt, nó mướt mát đó. Rồi cái dòng bảy thì nó buồn. À, nó tối lại à, giống như là nó kết thúc, nó hết một cái buổi chiều à, nó tối lại rồi, đây là nó sáng lên à, ra dòng trưởng à. Thì trong cái bài nhạc, người nhạc sĩ họ viết họ đều liên kết các cái màu nó lại với nhau à, màu sáng, màu tối, màu vui, màu buồn đều gom lại, nó thành một cái bài nhạc nó hoàn thiện. À, nó chan hòa với nhau, các cái nốt nhạc nó chan hòa với nhau, nó chỉ có 7 nốt thôi, Do Re Mi Fa Sol La Si thôi. À, trong đó người ta chia cái âm vực, nó cũng giống như là một cái dòng chảy của cái con suối, con sông gì đó, nó đi qua cái đèo, qua cái dốc, rồi nó qua cái khe. Mỗi cái người nhạc sĩ họ chế tác một cái bài hát, tùy theo cái cảm xúc của lúc đó mà người ta đặt cái hợp âm, người ta ký nốt, cái giai điệu nó khác. Cho nên không có bài nào nó cứ giống cái bài nào hết. Thì trong âm nhạc mình không giới hạn được. Còn những cái mà Giang để cho mọi người tập á, thì cái đó chỉ là những cái bài tập thôi, cái bài tập để bài học thôi, cũng giống như mình đi học á. Rồi sau khi mà cái anh thuộc những cái bài học đó rồi, thì cái anh dựa trên cái nó có cái sườn đó rồi, thì cái anh sáng chế ra, cái anh chị tự giỏi ra. Cái anh chị tự giỏi ra là nhờ vào đâu? Nhờ vào cái sự nè, cái sự mà khám phá nè, mày mò nè, đào sâu rồi nghiên cứu nó, rồi nó mới sáng chế ra cái nhiều cái hay đó. Khi mà các anh chị đã rành rọt hết rồi thì tự động những cái giai điệu nó sáng ra ở trong mình, nó sáng ra và mình thẩm thấu được những cái âm vực, những cái nốt thăng, nốt trầm, nốt thấp, nốt cao, nốt sáng, nốt tối, mình nghe. Cho nên Giang đâu có cần phải là xem cái khuôn nhạc để mà đánh theo đâu. Giang chia sẻ trên này cũng vậy, cũng là cái tâm huyết của bản thân mình hiểu được
à, cái nỗi khổ ngày xưa tự học mà phải trả một cái giá nó rất là đắt. À, còn như các anh chị đủ điều kiện, các anh chị tới có trường, có lớp, có thầy cô chỉ dẫn dắt chỉ cụ thể rành mạch thì các anh chị rồi kiểm tra bài. Khi mà các anh chị đến học cũng vậy, thì các anh chị phải trả bài, chứ không có mà học ở trong quê rồi xong làm sao mà giỏi được. Nhân gian hiểu được cái người có cùng cái đam mê sở thích giống như mình mà lại từ bỏ nó uổng phí. Nhiều người á, đầu tư đàn, mua lọ đàn xịn, đàn tốt, đàn hay không à, sách thì tài liệu thì mua đủ thứ hết, mua để chồng ở nhà nhưng mà không có học được. Là các anh chị nản, tại vì mua sách về thì những cái giáo trình người ta viết, những cái người thầy người ta viết sách đó, thì mỗi người họ viết theo một cái kiểu học khác nhau, một cái phương pháp học khác nhau, mà cái người nào á viết ra cái cuốn sách đó thì chính tay người đó phải cầm tay chỉ việc, à, hướng dẫn cho cái người học viên đó thì người ta mới hiểu được. Chứ còn bản thân nhiều người đọc họ đâu có hiểu cái gì. Những người học viên của Giang á cũng rất là giỏi, tự mua sách, mua sách về học rồi tham khảo nghiên cứu trên YouTube, những cái bài chia sẻ của các cái vị chia sẻ trên YouTube, rồi cũng đệm được, cũng đệm hát được thôi, đệm các điệu đơn giản vậy thôi, chứ đâu cũng rồi cũng tìm đến Giang để mà học solo. Tìm đến Giang cũng học solo thì Giang cũng chia sẻ những cái gì mà Giang đã mắc phải và đã trải qua, những cái gì mà thất bại, những thành công là mình đã đúc kết ra những cái kinh nghiệm, những cái bài học nó đắt giá, và đúc kết ra lại chia sẻ những cái buổi ngắn đó, một tuần Giang chỉ chia sẻ 2 lần, mà mỗi lần thì hơn 1 tiếng đồng hồ, thì thử hỏi các bạn thì phải là sao ạ? Đúc kết những cái gì mà nó thiết thực nhất, nó cảm thấy mà để cho cái người học người ta tiếp thu được, người ta lĩnh hội được, chứ không có nói lan man giống như là ở trên trường rồi các cái bài vở ở trên trong sách trong đồ để đó. Nếu mà các anh chị thực hành những cái đó thì nó rất là mất nhiều thời gian. Theo chỗ học viên của Giang là có những nhiều anh chị lớn tuổi, rất là nhiều anh chị lớn tuổi vì đam mê thôi, cũng giống mình, thì cái từ trường, cái năng lượng của mình muốn giúp đỡ những người đó thì tự động những cái người đó họ tìm tới mình. Nó ngộ gì á, họ tìm tới mình thì mình chia sẻ thôi, mình học sao mình biết hiểu sao thì mình chia sẻ lại vậy. Và các anh chị làm theo cái cách hướng dẫn của mình thì các anh chị thành công thôi, các anh chị chơi được thôi, nó đơn giản thôi chứ có gì đâu. Còn nếu mà anh chị nghe mà không có làm theo thì thôi, Giang cũng bó tay. Chứ bây giờ là mình cũng đã là hết cách rồi, cũng cố gắng rồi, cũng cố gắng hàng đêm Giang nằm suy nghĩ ra những cái bài giảng cho nó dễ hiểu, để cho cái người học viên đó, người ta dễ dàng người ta tiếp thu đó. Thì Giang nói cái cốt chủ yếu là các anh chị phải nghe nhiều tập nhiều, và các anh chị phải làm đúng theo cái lời hướng dẫn của Giang, đó là cảm âm ở những cái âm vực đó của các anh. Rồi các anh chị đi cái bộ âm giai đó, chuyển hợp âm theo cái âm giai đó. Đó như vậy nghe nhiều. Thì ví dụ âm giai la thứ thì nó gồm những cái nào, những cái cơ bản thì Giang đã chia sẻ hết rồi. Ví dụ là la thứ thì nó đi đâu, đi rê rồi đồ son rồi pha đó, rồi trước khi nó về lại thì nó qua mi 7 rồi nó về lại la thứ đó. Còn đi cái thằng rê thì nó gì, rồi son rồi đồ, rồi nó đi đâu đi, rồi nó về lại thì nó cũng qua cái thằng đó. Nó tối rồi đó, rồi nó mới sáng lại. Nó nhẹ nhàng lại đó, nó giống như một cái vòng đời vậy đó, mình đi hết những cái thăng trầm đó. Nhưng mình hiểu được cái nghịch cảnh, những cái nghịch lý, và mình hiểu những cái thuận lợi, những cái thuận cái nghịch, và mình hiểu được cái nguyên lý của nó. Thì ví dụ như cái thằng mi thì nó đi đâu nó đi đó, đi đâu nó đi, thì nó muốn về nhà thì nó cũng phải quay thằng C7. Cái những cái cơ bản đó nhất thôi, cho mình Giang chưa nói tới những cái học âm màu như học âm đêm màu này kia. Các anh chị khoan hãy biết tới đó, mình mới học mà cứ đòi biết những cái là người ta những cái cao siêu không à, rồi làm sao mình lĩnh hội được hết được những cái
nhỏ nhất, những cái đơn giản nhất thì mình cứ trải nghiệm qua hết đi, mình học qua hết đi, rồi dần dần tự động những cái cao hơn nó phải theo cái trình tự, nó phải theo từng bước như vậy đó. Rồi rồi các anh chị học cái âm giai như em chia sẻ, bây giờ âm giai thì nó có 7 bộ âm giai, thì mì fa sol la si do re đó. Vì bây giờ mì thì các anh chị là tìm nốt mì của 6 dây, thì anh chị tính từ ngăn số 1 cho tới ngăn 12 đây thôi, cái nốt mì nằm đâu ở dây số 6, rồi nốt mì nằm đâu ở dây số 5, nốt mì nằm đâu ở dây số 4, số 3, số 2, số 1 đó, như vậy á. Bây giờ số 6 nè, mình tìm nốt mì là nó là dây buông, là nốt mì nè, thì 1, 3, 5 nó là gì, mì son si đúng không, mì son si, mì son si là các anh chị đánh rồi các anh chị đó. Nó còn cái thế nào nữa không, nó còn thế này à. Rồi con dây số 5 thì nốt mì đâu, nốt mì nằm đây đó. Rồi tìm mì son si đó. Rồi dây số 4 nằm đâu, đây nè, dây số 5 thì nó nốt mì nằm đây, thì nó có thể đánh được hai thế, ví dụ thế xuống nè, còn thế lên nè đó. Đó rồi dây 4 là nốt mì nằm đâu, đây mì son si, mì son si, rồi thế đây mì son si, mì son si đó, nó hai thế, thế lên và thế xuống nha. Rồi dây số 3 là nó sẽ nằm đây đó, mì son si, nó theo cái thế bấm thứ luôn nè đó, nằm đây thì nó đánh được hai thế. Cái thế thứ hai nó đánh như này, dây số 2 lại nằm đây nè đó, mình cứ tập. Rồi thế nữa đó, thế lên thế xuống, thế xuống nằm đây nè đó. Cứ như vậy mà các anh chị tìm hết trong 7 cái vòng hội thành đó, 7 cái vòng âm giai đó, mì rồi tới phè, đến phè thì các anh chị cũng tìm như vậy đó. Phè thì nó có là phè la đô, phè la đô, đồng thời các anh chị xướng âm theo phè la đô, phè la đô. Các anh chị tìm nốt rồi các anh nhớ hết luôn tất cả các nốt trên này luôn, nó có bao nhiêu nốt, nó có ví dụ hồi nãy cái thằng mì nó tìm đây, nằm mì nằm đây, rồi bây giờ thằng phè nằm đây, rồi thằng dây số 4 rồi mì nằm đây thì phè nằm đây chứ đâu, dây số 3 thì mì nằm đây thì phè nằm đây chứ đâu đó. Các anh chị chịu khó tìm ra hết cả các cái âm giai của nó, rồi cái đó là âm giai 1 3 5, rồi 1 4 7, 1 2 3 5, vân vân, rất là nhiều cái bộ hợp âm giai để mình tập. Thật ra thì tập để mình dựa cơ sở là mình đó là tập làm quen với cái giai điệu của nó đó, chứ không phải là. Nhưng mà cũng sau này mình áp dụng á, có rất là nhiều người nhạc sĩ viết trên cái âm giai đó, thì mình nhắm mắt mình chạy cũng âm giai cũng được, mình chạy hợp âm cũng được, đó là như vậy. Khi mà các anh chị luyện tập những cái bài mà Giang chia sẻ thì nó sẽ có lợi, khi mà các anh chị nắm bắt rõ nhớ thì nó là cái vốn, nó là cái vốn kiến thức sau này để cho các anh chị thực hành những cái bài đi solo âm giai, rồi mình tập những cái bài ngũ cung tập lên tập xuống, tập cái bài ngũ cung thì nó cũng có cái bộ âm giai ngũ cung, thì 5 nốt, 7 nốt nhưng mà bỏ 2 nốt ra, còn 5 nốt đó. Bài ngũ cung thì Giang cũng đã chia sẻ hết. Cái thời lượng video thì nó cũng đã dài lắm rồi, Giang cũng chưa có nói hết cái ý của mình nữa, thì hy vọng là các anh chị hiểu được phần nào đó, rồi các anh chị cứ cố gắng luyện tập, rồi Giang sẽ theo dõi cùng đồng hành với các anh chị, cứ comment những cái thắc mắc của mình ở dưới cái phần bình luận á, Giang sẽ cố gắng đọc và làm cái video chia sẻ lại cho mọi người, để chúng ta cùng đồng hành và giúp đỡ nhau. Âm nhạc á, nó là một cái môn mà người ta cảm thấy rất là vui thích để mà giải trí, cũng như là xả stress sau những cái buổi, những cái giờ làm việc mệt nhọc. Học cái bộ môn guitar này á, nó rất là nhiều cái lợi lạc cho các anh chị. Mình gom được cái tâm của mình tập được cái tính thiện lương, cũng như là cái tính cách của mình, nó phải điềm đạm, nó nhẹ nhàng, nó từ tốn, nó khiêm nhường, rất là hay. Và các anh chị, từ khi mà các anh chị chảy trên những cái giai điệu
của cái bài hát của cái giai điệu của mình chơi ra, tự nhiên những cái mệt nhọc nó cũng xua tan luôn, và mình sẽ nhận lại được những cái năng lượng mới tích cực hơn. Thì Giang cũng xin nói lời tạm biệt ở đây. Giang mong là các anh chị lĩnh hội được những gì mà Giang chia sẻ. Giang xin kính chúc tất cả mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Vừa rồi đó là những cái kinh nghiệm mà Giang đúc kết lấy ra và chia sẻ hết cho tất cả mọi người. Mọi người yêu quý thì xin cho Giang một like, đăng ký kênh và chia sẻ video cho nhiều người cùng có cái đam mê với mình, để biết đâu khi mà họ gặp được cái video của Giang thì tạo cho họ cái động lực đó, cái niềm mà khuyến khích động viên họ cố gắng luyện tập vượt qua được cái khó khăn trước mắt, luôn kiên nhẫn tự tin thì các bạn sẽ làm được. Giang xin chào tạm biệt.